helping the children from Ho Chi Minh City with small gifts from Dikal, Vietnam. Children have always been a priority, and we always feel in Dikal, Vietnam that if you educate the children, you educate the whole family, right? So that's the reason, that's the main reason our activities, our main focus for 2017 has been helping more and more children. We did similar activities in Sonla, in Mekong region, in Anyang provinces, and this is our fourth activity in this last 6 months. So that's my message to all the Vietnamese children. Thank you. Hôm nay cô rất là vui được gặp các cháu ở đây trong cái đêm Trung thu thật là sôi động như thế này. On this full moon festival, on this occasion, to help all of you with some small gifts from because Vietnam gives us immense pleasure. Thanks for having us here and enjoy your evening. Yeah, đêm nay sẽ là một đêm rất là vui và rất là có ý nghĩa với các con, với các cháu. Thì cô cũng thay mặt cho công ty là xin kính chúc cho chùa của chúng ta, chùa Diệu Giác cũng như là các con sẽ có một cái đêm Trung thu thật là đầy ý nghĩa và thật nhận được thật là nhiều quà. Có đồng ý không ạ? À? Chúc các bạn Trung thu vui vẻ.